Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Có thể nói, chăn nuôi dê được nhiều người nghĩ là đơn giản vì lý do dê chỉ ăn cỏ và sống chăn thả tự nhiên thì ít bệnh, chỉ cần có trong tay đủ kinh tế làm vốn và vùng đất rộng là có thể tham gia ngay vào chăn nuôi dê. Tưởng chừng như lợi nhuận chỉ ngay trước mắt khi thấy nhiều người chăn nuôi dê thành công, đem lại lợi nhuận cao cho người nuôi. Ngay sau đây, Dr. Vet sẽ cùng các bạn chỉ ra 4 sai lầm trong chăn nuôi dê khi mới bắt đầu có thể dẫn đến sự thất bại. Đầu tiên, về chọn dê giống, người nuôi, nhất là những người mới nuôi chưa biết cách chọn lựa dê cho phù hợp theo mục đích sử dụng. Như nuôi dê sinh sản hoặc nuôi dê vỗ béo, việc chọn lựa dê sai mục đích có thể gây ra nhiều hậu quả. Với việc chọn dê sinh sản, thường mua dê từ một trại về gây nuôi, sinh sản, kết quả do cận huyết, dê còn bị dị tật hoặc yếu hoặc chết non gây thiệt hại về kinh tế. Hoặc giống dê không chuẩn sẽ sinh ra con chất lượng kém, không có lợi nhuận mà ngược lại gây thua lỗ cho người nuôi. Vì vậy, việc chọn lựa dê giống đúng mục đích chăn nuôi đòi hỏi người nuôi phải tìm hiểu kỹ về các loại giống dê, tập tính của từng giống loài. Các bạn có thể tham khảo video bí quyết chọn dê giống hoặc vỗ béo cho dê của Dr. Vet để tham khảo thêm. Ngoài ra, nhiều người nuôi chọn con giống từ những cơ sở thiếu uy tín, không có lý lịch rõ ràng, chất lượng dê khi đưa vào nuôi sức khỏe kém, đưa về nuôi mắc nhiều bệnh và rủi ro khi nuôi cao. Vậy nên, về dê giống nên chọn nơi có cơ sở uy tín, có lý lịch rõ ràng, có ông bà bố mẹ chất lượng tốt, dê giống không có nguồn bệnh, dê khỏe lớn nhanh. Thứ hai là về chuồng trại. Chuồng nuôi dê đơn giản nhưng cần cao ráo, thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Nhiều chuồng nuôi vẫn mắc phải những lỗi sai như sau. Chuồng nuôi thấp, lèn chuồng nuôi quá gần mặt đất. Chuồng nuôi thiếu độ thông thoáng, dê chịu ảnh hưởng nhiều từ chất thải của dê dưới lèn chuồng. Lèn chuồng ghép từ nhiều nguồn vật liệu tận dụng như tre, gỗ không đều nhau, làm cho phân không lọt qua sàn, chuồng bẩn khó vệ sinh, đồng thời lèn chuồng nhanh chóng hỏng để sửa chữa nhiều. Để khắc phục những lỗi sai về chuồng nuôi, nên làm sàn nuôi dê bằng thanh gỗ có kích thước 2,5-3cm, đóng theo kiểu rát giường, làm khe hở chỉ từ 1-1,5cm, đảm bảo cho lọt được phân và nước tiểu nhưng không lọt chân dê. Sàn chuồng phải cách lèn bên dưới tối thiểu 50-80cm, đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát. Nếu dùng tre làm sàn thì các thanh tre phải phẳng và gọt sạch mặt, gạt tre phải quay xuống phía dưới để tránh làm ứ đọng phân và không làm tổn thương đến đàn dê nuôi. Khe hở giữa các thanh tre cũng chỉ từ 1-1,5cm. Bên cạnh đó, dọn vệ sinh, thu gom phân thường xuyên trước và sau khi nhập hoặc xuất bán dê cần tẩy uế chuồng nuôi, dụng cụ và khu vực xung quanh với dung dịch sát trùng mạnh như Decid 400 để tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường. Ngoài ra, cần chú ý tới việc định kỳ sát trùng chuồng nuôi, dụng cụ máng ăn với dung dịch thuốc sát trùng Deson Super của Interchemie Hà Lan để kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh. Thứ ba, về thức ăn. Nhiều người chăn nuôi muốn vỗ béo nhanh cho dê sử dụng thêm thức ăn tinh, cụ thể hơn là cám viên tổng hợp, nhưng không phải là cám viên tổng hợp cho dê mà là cám viên tổng hợp cho heo, gà. Việc bổ sung không phù hợp dẫn đến dê mắc các bệnh như chướng hơi hoặc bí tiểu gây nguy hiểm đến dê. Khi không có sự can thiệp kịp thời, dê có thể chết. Do cám tổng hợp của heo, gà tỷ lệ canxi và phốt pho là 1:1, như vậy dê bị lắng đọng sỏi trong thận hoặc viên sỏi quá lớn tích tụ dần, gây ra bệnh bí tiểu hay còn gọi là bệnh sỏi đường tiết liệu ở dê. Trường hợp dê bị chướng hơi cũng có thể gây chết nếu không can thiệp kịp thời. Khi gặp phải những bệnh này, những người mới nuôi không hiểu bản chất nên bệnh thường lặp đi lặp lại trong đàn và khả năng chết hoặc bán lại con dê đó là rất cao, gây ra những thiệt hại cho người nuôi. Để hạn chế và khắc phục việc bổ sung thức ăn tinh cho dê, nên được cân đối bổ sung cho phù hợp. Bổ sung thức ăn tinh dưới 35% khẩu phần ăn của dê, cân đối phù hợp tùy theo hấp thu của từng con. Lượng thức ăn tránh dư thừa, sử dụng thức ăn tổng hợp hay còn gọi là cám viên tổng hợp chuyên dụng cho dê với tỷ lệ canxi và phốt pho là 2:1 phù hợp cho dê. Nên tận dụng nhiều nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên, thức ăn ủ chua, lượng phù hợp giúp giảm chi phí thức ăn, tăng hiệu quả kinh tế. Sai lầm thứ tư mà người chăn nuôi dê thường gặp phải là việc phòng bệnh cho dê chưa được thực sự quan tâm. Người nuôi thường chủ quan nhất về khâu này, đa số người nuôi dê chỉ khi dê mắc bệnh mới tìm hướng điều trị, không chủ động phòng các bệnh virus nguy hiểm cho dê bằng các loại vaccine và phòng bệnh bằng kháng sinh khi gặp những vấn đề bất lợi của thời tiết. Nên kết quả khi dê mắc bệnh, việc điều trị là rất khó khăn và khả năng dê chết rất là cao. Trường hợp dê mắc bệnh do virus gây ra như tụ huyết trùng, đậu dê, tỷ lệ dê trong đàn lây lan nhanh và chết nhiều, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Để tránh những rủi ro cũng như thiệt hại đáng tiếc xảy ra, người nuôi dê cần thực hiện đúng và đầy đủ lịch vaccine phòng bệnh truyền nhiễm cho dê như bệnh đậu dê, tụ huyết trùng, viêm ruột hoại tử, lở mồm long móng, vân vân, và tẩy ký sinh trùng cho dê sau 3 tháng tuổi và định kỳ tiêm nhắc lại 6 tháng. Các bạn có thể tham khảo sản phẩm Intermectin của Interchemie Hà Lan.
Khi dê gặp những yếu tố bất lợi từ thời tiết, các bạn nên sử dụng kháng sinh phòng bệnh cho dê. Sản phẩm Biocilin 200WS của Interchemi Hà Lan với thành phần chính là Amoxicillin 20%, kháng sinh hoạt phổ rộng và an toàn. Hoặc các bạn có thể tham khảo sản phẩm Floron của VB Pharma với thành phần là Florfelicon, dạng bột, dễ sử dụng khi trộn với thức ăn, chủ động phòng bệnh đường hô hấp và tiêu hóa cho dê. Nên thường xuyên bổ sung các loại thuốc bổ, men tiêu hóa, giải độc gan thận, tăng sức đề kháng cho dê để dê phát triển tốt. Các bạn thân mến, khi tham gia vào chăn nuôi dê, không những bạn phải đầu tư ra một khoản vốn lớn để xây dựng chuồng, mua giống, thức ăn, dụng cụ, vân vân. Việc chăn nuôi thành hay bại ở rất nhiều yếu tố, kinh nghiệm chăn nuôi ta có thể chưa có, nhưng những kỹ thuật, những kinh nghiệm của người chăn nuôi trước ta phải học hỏi và tự trau dồi dần. Cẩn thận trong từng khâu chọn giống hay chăm sóc. Đừng để những sai lầm trên ảnh hưởng đến đàn dê của bạn. Những gì Dr. Vet đưa ra có thể chưa được đầy đủ, nhưng nếu các bạn có một trong những sai lầm trên thì hãy tham khảo kỹ video. Rất mong đợi những góp ý từ các bạn. Trên đây, Dr. Vet vừa cùng các bạn tìm hiểu về 4 sai lầm trong chăn nuôi dê khi mới bắt đầu. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ bổ sung thêm kiến thức trong chăn nuôi dê. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline của kênh Dr. Vet. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về dê cừu hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!